Sạt lở nghiêm trọng tại Lâm Đồng gây ngập úng cục bộ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Hai hiệp sĩ Biên Hòa truy bắt băng trộm bị đâm trọng thương. Diễn viên Mai Phương mừng sinh nhật con gái La Vi tròn 5 tuổi trong bệnh viện. Câu chuyện nhân văn, đôi vợ chồng già và khách sạn tiền tỷ cho trẻ mồ côi. Xin trân trọng kính chào quý vị đã đến với chương trình Miền Đông 24 giờ. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị những thông tin chính của ngày hôm nay, 21 tháng 8 năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, để gửi những ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị vui lòng gọi về số điện thoại đường dây nóng 0898 45 4244 hoặc theo dõi lại chương trình qua trang Facebook của chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là nội dung chính của chương mục Trên từng cây số. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lũ, trong những ngày gần đây không chỉ có sạt lở ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, mà tại huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, sạt lở nghiêm trọng cũng đã xảy ra, gây ngập úng cục bộ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Vâng, như quý vị thấy thì hàng trăm mét khối đất, cây trồng và cả trụ điện cao thế đều bị cuốn trôi xuống sông Đạ Hoai. Điều này đã khiến cho người dân địa phương vô cùng lo lắng. Sau đây là ghi nhận tình hình sạt lở tại đây của phóng viên Miền Đông 24 giờ. Nước sông Đạ Hoai liên tục dâng cao những ngày vừa qua đã khiến đoạn sông gần cầu Đạ Hoai trên tỉnh lộ 721 nối liền huyện Đạ Hoai và huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở này có chiều dài hơn 100m, rộng hơn 20m, sâu hơn 4m, ăn sâu vào vườn rẫy của hàng chục hộ dân trên địa bàn thôn 3, xã Đạ Hoai, huyện Đạ Hoai, cuốn trôi hàng chục cây sầu riêng, cà phê, măng cụt, dâu tằm. Ngoài ra, hai trụ điện cao thế cũng bị nước lũ cuốn trôi. Tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 10 hộ gia đình khác, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Còn tại các huyện Bảo Lâm, Cát Tiên, nhiều ngày qua mưa lớn kéo dài, mực nước ở các sông suối dâng cao gây ngập lụt nhiều nhà dân. Tại xã Lộc Đức, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi một cây cầu treo dân sinh đi vào khu sản xuất nối thôn 7 với thôn 6 xã Lộc Tân. Tình trạng ngập úng cục bộ tại một số thôn gần sông Đại Bình của xã Tân Lạc, gần 200m đường giao thông tại thôn 10 của xã Lộc Nam cũng bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Chuyển sang những thông tin về tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào chiều qua trên địa bàn quận 9, sau vụ va chạm với chiếc xe bồn, thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy đã bị chấn thương nặng và dù nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Sau đây là chi tiết của vụ tai nạn này. Gần 16 giờ chiều qua, xe bồn biển số 51E03721 chạy trên đường Đình Phong Phú hướng từ Đỗ Xuân Hợp ra Lê Văn Việt. Khi đến trước chợ Tăng Nhân Phú B, phường Tăng Nhân Phú B, quận 9 thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 59SA02941 do anh Hoàng Văn Hiếu, 17 tuổi, quê Thanh Hóa điều khiển chạy cùng chiều bên phải. Va chạm làm cho anh Hiếu ngã xuống đường bị bánh xe bồn cán qua người. Nạn nhân chấn thương nặng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm sát lề đường, cách đó 5m là chiếc xe bồn. Hiện trường nằm chắn hết toàn bộ một làn đường. Nhận tin báo, Công an quận 9 đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều cùng ngày, trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra sự cố xe đầu kéo bị đứt dây chở hơn 20 tấn hàng bằng thép đè bẹp cabin xe. Sự cố xảy ra đã khiến cho tình hình giao thông qua khu vực này bị ùn ứ một cách nghiêm trọng. Các phương tiện phải nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển rất khó khăn. Và trong cabin xe lúc này có một tài xế và một phụ xe. Tính mạng của hai người này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết vụ việc. Khoảng 16 giờ 30 chiều qua, xe đầu kéo mang biển số 51C52022 do một nam tài xế cầm lái chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa theo hướng từ quốc lộ 22 về tỉnh Long An. Khi vừa đổ dốc xuống khu vực cầu lớn thuộc ấp 7, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thì hơn 20 tấn hàng bằng thép nặng được chở phía sau xe bị đứt dây cột nên đã dồn về phía trước và đè bẹp một phần cabin. Vụ việc cũng khiến cho một tài xế và một phụ xe bị thương nhẹ và được người dân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ. Tại hiện trường, phần phía sau của cabin xe bị đè bẹp dúm, biến dạng, hư hỏng khá nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt, đưa xe cẩu tới để phục vụ công tác di dời hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực. Để xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc như hai sự việc trên là điều mà không ai mong muốn. Nhưng nhìn lại thì Ngọc Luân nghĩ rằng mỗi chúng ta nên cần phải chấp hành tốt hơn ý thức khi tham gia giao thông và cẩn trọng đảm bảo an toàn. Bên cạnh câu chuyện về an toàn giao thông thì có lẽ một trong những tai nạn thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận xã hội khá hoang mang, đó chính là các vụ cháy xe bất ngờ không rõ nguyên nhân.
Liên quan đến vấn đề này, vào trưa hôm nay, một chiếc xe khách của nhà xe Việt Thắng đang đậu chờ ở trên đường Nguyễn Hậu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cũng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Sau đây là hình ảnh tại hiện trường vụ việc. Vào khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 8 trên đường Nguyễn Hậu đoạn gần đường Vườn Lài, chiếc xe khách mang biển số 76B00397 của nhà xe Việt Thắng đang đậu chờ vận chuyển hàng hóa lên xe thì bất ngờ bốc cháy. Nhiều người dân địa phương cùng nhân viên của hãng xe này dùng bình chữa cháy để xông vào dập lửa nhưng bất thành. Xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung sắt, dây điện hạ thế nằm phía trên chiếc xe này cũng bị bốc cháy. Mái tôn của một khu xưởng bên cạnh bị ảnh hưởng. Rất may, lúc xảy ra sự cố không có hành khách ngồi trên xe nên không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng quận Tân Phú điều tra và làm rõ. Kính thưa quý vị, vào lúc khoảng 4 giờ sáng hôm nay, nhận được tin có đối tượng trộm cắp đang cắt khóa cửa một nhà dân ở phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổ phòng chống tội phạm phường An Bình đã cử 2 thành viên đến hiện trường. Phát hiện có người tiếp cận, chúng manh động dùng dao tấn công, mở đường tẩu thoát khiến cho 2 hiệp sĩ bị thương. Tại một căn nhà ở khu phố 12, phường An Bình, 2 hiệp sĩ phát hiện 2 đối tượng đang sử dụng kìm cộng thủy lực cắt khóa nhà người dân. Phát hiện 2 hiệp sĩ áp sát do ngõ nhỏ và cụt, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay và dao bấm tấn công tới tấp 2 hiệp sĩ nhằm mở đường máu. Do không có vũ khí trong tay, một hiệp sĩ bị đâm vào tay và một người bị đâm khá nặng vào mạng sườn bên phải. 2 đối tượng, một tên cũng bị thương, đã kịp thời tẩu thoát. Ngay sau đó, 2 hiệp sĩ đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đến chiều nay, một người đã xuất viện, nhưng một hiệp sĩ vẫn còn trong phòng cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng và các đội hiệp sĩ khác đang phối hợp truy bắt 2 đối tượng cao dưới 1m60, còn rất trẻ, đi xe quay 100 màu xanh trắng, bị bể nhựa phần đầu và sau đuôi sau cuộc chống cự cùng đội hiệp sĩ. Thời gian qua, phong trào phòng chống tội phạm của các nhóm hiệp sĩ ở Đồng Nai, nhất là khu vực Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa khá tốt, với hàng loạt vụ án được phá mà chúng tôi kịp thời chuyển đến quý vị. Rất mong 2 đối tượng manh động này sớm bị bắt và xử lý nghiêm để răn đe các băng nhóm tội phạm khác. Mở đầu ống kính camera hôm nay là đoạn clip quay lại cảnh một vụ bắt trộm xảy ra tại một cửa hàng bán điện thoại di động ở thành phố biển Nha Trang, vô cùng kịch tính. Đến thót tim bởi đối tượng chống trả rất quyết liệt. Và kết cục của vụ việc như phim hành động này như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ chiều. Đối tượng đội mũ bảo hiểm này vào tiệm và phát hiện không có người trông coi nên đi ra ngoài. Lòng tham trỗi dậy, hắn quay lại rục soát tủ hàng để lấy tài sản. Bất ngờ chủ cửa hàng đi ra phát hiện vụ việc nên lao vào bắt giữ vô cùng kịch tính. Màn ẩu đả diễn ra khá lâu thì nhiều người phát hiện cùng hỗ trợ khống chế tên trộm, giao công an xử lý. Rất may trong tình huống trên thì chủ cửa hàng đã nhanh chóng phát hiện và bắt được tên trộm. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị, nếu các cửa hàng cứ để vườn không nhà trống thế này thì chẳng khác nào mời trộm vào nhà. Hơn thế nữa, nếu tên trộm này mà có thủ hung khí trong người thì chủ nhà cũng sẽ phải gặp nguy. Hơn bao giờ hết, chúng tôi xin quý vị hãy luôn thận trọng để bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của mình. Xin cảm ơn anh Ngọc Luân. Còn bây giờ, Hồng Thoa xin được giới thiệu đến quý vị một chiếc siêu xe môi trần có 102 được thiết kế giống như là một chiếc Lamborghini thực thụ đang gây xôn xao cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh đặc biệt của chiếc siêu xe này. Như quý vị thấy trong clip, một người đàn ông trung tuổi tại Sơn Tây, Hà Nội cầm lái một chiếc xe khá giống với những mẫu xe Lamborghini được làm thủ công từ gỗ. Chiếc xe được làm từ gỗ có vẻ đủ chỗ ngồi cho 2 người ngồi. Xe có thể đánh lái bằng vô lăng, giống với những chiếc ô tô thực sự. Đặc biệt, cánh cửa xe có thể mở theo kiểu cắt kéo lên phía trước, y như trên siêu xe Lamborghini thứ thiệt. Hiện chưa rõ chiếc siêu xe gỗ nhái Lamborghini này sử dụng động cơ gì, nhưng những hình ảnh cho thấy người tài xế có thể dễ dàng vận hành với tốc độ trung bình. Sau khi được đăng tải, thì clip về siêu xe Lamborghini hiện thu hút nhiều sự quan tâm và bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy bất ngờ và thích thú với phát minh độc đáo này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người khác lại cho rằng nếu cứ tiếp tục lưu thông thì chiếc xe có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác bởi loại xe này chưa từng được phép lưu thông. Thưa quý vị, những ngày qua thì chắc hẳn quý vị cũng giống như chúng tôi đều đang dành sự quan tâm rất nhiều đến nữ diễn viên Mai Phương khi hay tin cô bị bệnh ung thư phổi. Rất nhiều tin đồn thổi rằng căn bệnh của cô đã ở vào giai đoạn cuối. Thế nhưng đây chỉ là lời đồn đoán. Đại diện phía gia đình Mai Phương thì cho biết hiện bệnh của cô đang trong giai đoạn 2, còn về phía mình thì Mai Phương muốn giữ kín thông tin bệnh và cô cũng hy vọng mọi người không cường điệu hóa câu chuyện của cô hay là xoáy sâu vào đời tư. Cũng chính tính cách giản dị này của Mai Phương mà cô đã nhận được rất nhiều tình cảm ủng hộ, động viên của đông đảo nghệ sĩ Việt và người hâm mộ.
Và ngày hôm qua đã có nhiều người đến thăm cô tại bệnh viện. Đặc biệt là vào sáng nay, Úc Thanh Vân đã dẫn con gái La Vi vào bệnh viện để tổ chức sinh nhật cho cô bé ngay trong giường bệnh của mẹ. Xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh xúc động sau. Ngày 21 tháng 8 tại bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh, Úc Thanh Vân và bạn bè mang bánh kem quà mừng bé La Vi tròn 5 tuổi đến với diễn viên Mai Phương. Con gái Mai Phương chỉ biết mẹ bị ốm, chưa nhận thức được nhiều, bé vui vẻ hồn nhiên đón sinh nhật cùng mẹ trong bệnh viện. Trước đó vào hôm qua ngày 20 tháng 8, rất đông nghệ sĩ đã đến bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh để thăm hỏi, động viên nữ diễn viên Mai Phương sau khi biết thông tin cô bị ung thư phổi. Dù sức khỏe khá yếu vì bệnh đã di căn vào xương, hiện các bác sĩ không thể phẫu thuật, nhưng Mai Phương vẫn nở nụ cười tươi tắn và đầy lạc quan trước mọi người. Hiện tại nghệ sĩ Úc Thanh Vân và nghệ sĩ Đại Nghĩa đang cùng đứng ra nhận tiền ủng hộ của mọi người để hỗ trợ viện phí cho Mai Phương. Ngoài ra còn có đông đảo các nghệ sĩ khác cùng chung tay quyên góp hỗ trợ cho Mai Phương. Câu chuyện của nữ diễn viên Mai Phương đã làm rung động trái tim của nhiều người hâm mộ, yêu mến cô từ trước cho đến nay. Thế nhưng, có một sự việc đã làm cho Hồng Thoa cảm thấy rất là phẫn nộ thưa quý vị. Hiện hình ảnh của Mai Phương đang bị kẻ xấu lợi dụng để quảng cáo bảo hiểm như thế này. Vâng, đúng như vậy, nữ diễn viên Mai Phương không phải là trường hợp đầu tiên cũng đã có những nạn nhân tương tự cho các chiêu PR quảng cáo bảo hiểm hay là thuốc thực phẩm chức năng như thế này. Và chắc là quý vị cũng đồng tình với chúng tôi, đây quả thật là một việc làm vô cùng đáng lên án. Hy vọng những ai đang có ý đồ tương tự thì có thể dừng lại việc làm này của mình. Còn bây giờ xin phép quý vị cho chúng tôi được chia sẻ một thông tin vô cùng đặc biệt dành cho các fan của Trường Giang Nhã Phương. Nếu như quý vị đã phải mất khá nhiều thời gian để đoán già đoán non về tin đồn đám cưới của cặp đôi này, thì hiện bây giờ chúng ta đã có thể chắc chắn 100% về đám cưới của họ sẽ chính thức diễn ra vào tháng 9 tới đây. Đây chính là thông tin mà cả Trường Giang và Nhã Phương đều xác nhận trên trang cá nhân của mình. Xin được gửi đến quý vị những thông tin chi tiết sau đây. Sau thời gian im lặng trước tin đồn kết hôn, Nhã Phương và Trường Giang đã cùng lên tiếng xác nhận về lễ đính hôn sẽ tổ chức vào cuối tháng 8 và đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ cũng gửi lời xin lỗi khán giả vì thời gian qua quá bận rộn với các lịch trình ở các tỉnh nên họ đã không thể thông báo tin vui này sớm hơn. Đồng thời cũng cảm ơn đến khán giả đã luôn yêu mến và quan tâm đến Trường Giang và Nhã Phương. Hai nghệ sĩ mong muốn sự kiện trọng đại này sẽ nhận được sự yêu thương và chúc phúc của tất cả mọi người. Thưa quý vị, từng đoạt danh hiệu Á quân của Việt Nam Idol năm 2010, Văn Mai Hương được biết đến là ca sĩ trẻ có giọng hát đầy nội lực, không chỉ năng nổ trong nghệ thuật mà nữ ca sĩ này cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mới đây, cô đã góp mặt trong một đêm nhạc thiện nguyện vì trẻ em và khoe chất giọng khỏe cao vút của mình. Tham dự chương trình từ thiện Chấp cánh ước mơ, nữ ca sĩ phô diễn triệt để thế mạnh của mình khi biểu diễn ca khúc đình đám I Will Always Love You. Văn Mai Hương chia sẻ đã từ rất lâu cô không trình diễn ca khúc này. Tuy nhiên không vì lý do đó mà Văn Mai Hương gặp khó khăn khi hát ca khúc tiếng Anh này. Khán giả tham dự chương trình đều sởn da gà khi một lần nữa được lắng nghe ca khúc nổi tiếng của diva thế giới Whitney Houston. Đây là chương trình được tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để thực hiện ước mơ đến trường.